cách cho mọi người có thể lựa chọn là save some for her. Cái tên của cái tiệm lẩu là nó đối diện với cái phòng bài của mình ở, nó tính là cái phòng bài
rất là tiện, cách cái chỗ của mình đã đi không có xa, muốn ăn cái gì cũng được á, đồ Việt Nam cũng có mà đồ Tàu, đồ Nhật gì cũng có, đầy hết luôn. Chỉ cái vòng 5 phút, còn cái này có thể đi bộ ra được luôn, tối diện mà bài. Nên mọi người cứ đi qua đây chơi á, thì ghé đây, nhưng mà rồi chạy xe ra từ đây ra Miami có khoảng 40 phút thôi à. Từ đây đi Miami, anh có đi nè. Bây giờ mình trong lúc chờ đợi mình phải chờ đợi cho nó sôi thật sôi. Cái này nó cho mình ăn chỉ có mình ăn 2 tiếng thôi. Mà nãy giờ quay phim chắc cũng cỡ gần tiếng. Mong là mọi người đang cố gắng ủng hộ mình để cho mình có tinh thần để mình quay tiếp. Peanut butter nữa, coi chắc phải ngon. Get out.
coi với mấy cái đồ linh tinh, rồi với lại một dĩa cơm nấm, rồi vậy là xong. Hai người chắc mình đoán kích cỡ chừng 60 mấy đồng. Ăn xong hết rồi, hẹn mọi người lại next video để chút mình ra mình quay cái đàn và cái cửa nữa.